ca sĩ Mạnh Quỳnh xin đừng đăng thông tin thất thiệt về Phi Nhung và tôi. Nguyễn Thanh Dũng sinh năm 1972, thường được biết đến với nghệ danh Mạnh Quỳnh, là một ca sĩ hải ngoại người Mỹ gốc Việt, thành công với dòng nhạc vàng. Xin hãy tiếp tục cùng cầu nguyện cho người bạn diễn lâu năm của Mạnh Quỳnh sớm hồi phục sức khỏe, ca sĩ Mạnh Quỳnh chia sẻ. Mới đây, bài đăng tải đoạn clip hát trong phòng thu để gửi tặng khán giả kèm những dòng chia sẻ xúc động, nam ca sĩ nhắn nhủ, gửi chút năng lượng và niềm lạc quan đến muôn nhà trong ngày đầu tuần bằng ca khúc mới của Mạnh Quỳnh đang thực hiện, cầu mong quê hương Việt Nam và thế giới sớm qua cơn đại dịch. Mạnh Quỳnh không quên nhắc về người tình sân khấu Phi Nhung và xin hãy tiếp tục cùng cầu nguyện cho người bạn diễn lâu năm của Mạnh Quỳnh sớm hồi phục sức khỏe, Mạnh Quỳnh viết. Bên cạnh đó, nam ca sĩ bày tỏ sự thất vọng của mình trước những thông tin thất thiệt về Phi Nhung trong suốt thời gian qua. Van xin các trang tin, các kênh YouTube, Quỳnh không muốn nêu đích danh quý vị ra vì để cho quý vị tự chấn chỉnh cách làm việc của mình. Đừng đăng những thông tin thất thiệt về Phi Nhung và Mạnh Quỳnh để lừa những độc giả vô tư nữa. Đây không phải là thời điểm và cách kiếm tiền hay lấy view của quý vị đâu. Kính mong khán thính giả và mọi người đều thực sự yêu thương Phi Nhung, Mạnh Quỳnh thì hãy tận tường sự việc trước khi tin và bình luận vào các trang mạng. Kính mong khán thính giả và mọi người nếu thực sự yêu thương Phi Nhung, Mạnh Quỳnh thì hãy tận tường sự việc trước khi tin và bình luận vào trang mạng những đơn vị này nhé. Mến chúc khán thính giả một tuần mới an lành, Mạnh Quỳnh thổ lộ. Bên dưới bài đăng của Mạnh Quỳnh, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự cảm phúc trước tình cảm chân thành mà Mạnh Quỳnh dành cho Phi Nhung. Thật cảm kích trước tình cảm của Mạnh Quỳnh luôn hướng về quê nhà và đặc biệt với người bạn tri kỷ Phi Nhung đang chống chọi trong cơn đại dịch. Mong Phi Nhung sớm bình phục sức khỏe, mong Quỳnh, Nhung vẫn còn mãi sóng đôi trên sân khấu. Phi Nhung sẽ mau khỏe thôi. Phi Nhung Mạnh Quỳnh hứa với fan và khán giả live show kỷ niệm 20 Phi Nhung Mạnh Quỳnh hát chung. Fan và khán giả trông từng ngày, Phi Nhung không bỏ cuộc. Rất cảm động trước tình cảm Mạnh Quỳnh hướng về quê hương và người bạn tri kỷ là Phi Nhung. Cầu nguyện tất cả mọi người được bình an và Phi Nhung mau hồi phục sức khỏe về với đàn con thân yêu. Hiện tại, thông tin sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung là chủ đề được nhiều người hâm mộ quan tâm. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện không ít tin đồn thất thiệt, thậm chí có kẻ ác ý tung tin Phi Nhung qua đời hay được thuê chuyên cơ trở về Mỹ điều trị Covid-19. Để tăng sự tin cậy, một số người ghép hình của Mạnh Quỳnh, Việt Hương trong các bài đăng liên quan tới Phi Nhung. Phi Nhung nhập viện Gia An 115 điều trị Covid-19 từ ngày 19 tháng 8, nhưng bệnh chuyển biến nặng nên phải chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào tối 26 tháng 8. Trước khi mắc Covid-19, Phi Nhung tham gia vào một số bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh và có tiếp xúc gần với vài ca F0. Vì dương tính với SARS-CoV-2, nữ ca sĩ phải hủy chuyến bay và một show diễn ở Mỹ vào ngày 22 tháng 8.